Tiếp tục này, chúng ta sẽ tập 18 bước của điệu disco nhé. Ở đây chúng ta cũng thực hiện 4 hướng và chúng ta xác định là hướng các hướng như sau. Ví dụ như đây là hướng thứ nhất này, hướng thứ hai, hướng thứ ba và hướng thứ tư. Chúng ta định hình cái không gian trong một cái phòng thì nó có bốn bức tường, thì mình sẽ tập từng góc một. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn bắt đầu bên phải của tôi đây. Đây là hướng số thứ nhất, mình sẽ tập từng hướng một. Khi mà quen rồi thì mình sẽ ghép lại bốn hướng với nhau nhé. Ở đây mình có 18 bước này, mình đứng chụm chân. Bắt đầu mình sẽ di chuyển sang bên phải 4 bước. Theo cách bước như sau, từ đây này. 1 2 3 4 5 6 7 8 chấm chân, được chưa? Mọi người làm lại này. 1 2 3 chấm này, 5 6 7 8. Đó. Bây giờ tôi quay theo hướng bên này, mọi người quan sát và thực hiện cái bước đúng như vừa rồi nhé. Di chuyển sang bên phải này. Đi. 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 là chống chân. Sau đó nhịp 9 là mình lùi về phía sau này. 9 10 11 12. Được chưa? Chúng ta làm lại nhé. Đây là 8 này, lùi này. 9 10 11 12 mình nhún một cái. Xong rồi bước lên trước 13 lại nhún một cái. 14 nhún một cái. Được chưa? Rồi. Mọi người làm lại nhé. Từ đầu đến đây này, sang phải trước này. 1 2 3 4 này, 5 6 7 8. Sau đó lùi này. 9 10 11 12 nhún, 13 14 nhún, 15 16 17 17. Thì 18 là mọi người bật lên. 18 mọi người bật lên như này. Bật vào co gối. Thế, nhưng mà mình sẽ quay 90 độ, bật lên và quay 90 độ. Đó. Mọi người có thể định hình là chân trái đang ở trước, ở vị trí số 1 này thì mình bật hơi lướt sang bên phải một chút. Đấy, bật di chuyển nhé. Ok, mình sẽ làm lại này. Theo nhịp đếm nhé. Đấy, 7 đi này. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8 này, lùi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là mình quay về đây. Được chưa ạ? Chúng ta làm lại nhé. 5, 6, 7, đi này. 1, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, lùi sau này. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là quay về đây. Ok. Đó. Khi mà mình đã làm đi làm lại thuộc hướng thứ nhất rồi, thì mình sẽ làm hướng thứ hai. Quay sang bên này là hướng thứ hai này nhé. Mình làm tương tự như vậy này. Mình sẽ bước sang ngang. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8. Bắt đầu là lùi này. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lại bật 18. Lại quay 90 độ về bên trái nhé. Mọi người làm lại một lần nữa này. 5, 6, 7, đi này. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, lùi sau này. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đó. Mọi người có thể ghép ở hướng thứ nhất và hướng thứ hai thử xem, nếu khi mình đã thuộc hướng thứ nhất và hướng thứ hai rồi nhá. Mình làm đi thử này. 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 lùi. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ok. Khi mà quen hướng thứ hai rồi, mình lại tiếp tục về hướng thứ ba nhé. Thì đây, mình đang co gối, mình đi luôn. 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 là lùi này. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Đó, chúng ta làm lại một lần nữa này. Rồi, 5 6 7 sang phải này. 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 lùi là 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Lại co chân. Đó. Và bắt đầu mình làm hướng thứ tư là mình cũng đang co gối mình đi luôn này. 1 2 3 4 5 6 7
8 đùi 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 là mình lại quay lại về hướng đầu tiên và mình lặp đi lặp lại bốn hướng nhá. Rồi, mình làm lại hướng bên này này, 6 7 đi này, 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 này, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 và mình lại lặp đi lặp lại bốn hướng nhá. Bây giờ tôi sẽ đếm liên tục luôn nhé. 6 7 đi này, 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 lùi 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 luôn nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 từ đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ok. Ok. Khi mà các bạn quen với thực hiện 18 bước đổi bốn hướng mà nhuyễn nhuyễn rồi thì khi đó thì chúng ta sẽ thực hiện 18 bước với nhịp quay như này. Chúng ta sẽ quay vào nhịp thứ mấy ạ? Đi này, 1 2 3 4 thì 5 6 7 8 thì mình quay 5 6 7 8. Ok. Đấy, vì nếu mà mới mà chúng ta tập quay luôn là chúng ta sẽ rất dễ sai cái hướng, sai cái khi mình quay xong là mình không biết là hướng nào là hướng chính. Đấy, cho nên là ban đầu thì chúng ta hãy tập theo cách là đừng quay vội. Đấy, chúng ta chỉ đi sang ngang thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Khi mà mình đã thuần thục ở bốn góc với cái tổ bước 18 bước cơ bản như vậy thì mình hãy chuyển sang bước quay nhé. Về tôi sẽ hướng dẫn luôn bước quay này. Đi sang ngang này, 1 2 3 4 quay này, 5 6 7 8 và mình lặp lại tương tự lùi sau 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nhé. Ở bước này thì tôi chỉ hướng dẫn mọi người quay nhẹ thôi. Bây giờ ví dụ như là khi mình di chuyển sang ngang ở đây. Sang ngang này, 1 2 3 4 này, muốn quay về về bên trái, có nghĩa là chúng ta sẽ quay 180 độ. Bước thứ nhất này 90 độ, bước thứ hai 90 độ, bước thứ ba là quay 180 độ rút chân và bước thứ tư là thu lại nhá. Ở đây này, mình sẽ di chuyển sang ngang. 1 2 3 4 này, quay. Khi quay thì chúng ta nhớ là quay là chúng ta phải tạo đà từ phần thân thì nó sẽ kéo phần hông và phần chân đi. Chứ chúng ta sẽ không di chuyển theo cái cách mà những người hay mới tập là rất hay để ý, chỉ để ý đến chân, nhưng mà người chúng ta giữ lại cho nên chúng ta sẽ không quay được. Mà cái động tác quay 360 độ này là cần chúng ta phải sử dụng cái phần thân để tạo đà. Mình quay này, 5 6 7 8. Đấy, thì theo cái quán tính thì nó thực hiện rất dễ và nó trôi, động tác quay nó sẽ đẹp nhé. Từ đây mình sẽ quay lại này, chống chân này, xoay này, 1 2 3 chấm. Đấy, đây là bước quay. Tôi thực hiện lại một lần nữa nhé. Đi này, 1 2 3 quay này, 5 6 7 chấm. Được chưa? Bây giờ mình kết hợp với cả vào cái bài 18 bước này. Mình sẽ đi 1 2 3 quay này, 5 6 7 8 này, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 từ đầu nha. 1 2 3 quay nào, 5 6 7 8 này, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 đi. 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 này, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 từ đầu này. 1 2 3 quay này, 5 6 7 8 này, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 từ đầu. 1
2, 3, quay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Và chúng ta lặp lại tương tự như vậy nhé. Sau đó thì chúng ta đếm quen rồi thì bắt đầu chúng ta có thể vào nhà.